Xin chào các bạn, Pixel 6, con máy Android phải nói giữ giá bậc nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu như cách đây khoảng chừng 5 tháng mình đã mua một con, nó nằm ở mức giá là khoảng 13 triệu. Thì bây giờ anh em vẫn phải bỏ ra khoảng chừng hơn 11 triệu để sở hữu một con máy mới như thế này. Hoặc nếu như anh em muốn mua những chiếc máy cũ thì nó vẫn sẽ nằm ở mức giá là 9.990.000. Tức là nó hạ cực kỳ ít so với cái thời điểm mà những chiếc máy này được đưa về thị trường Việt Nam. Và đây là một con máy mà mình khẳng định nó cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là hoàn hảo, nhưng nó sẽ chỉ yếu ở duy nhất hai điểm và nó cũng sẽ chỉ gọi là yếu nhẹ nhẹ thôi. Vậy thì cụ thể như thế nào và cũng như là trải nghiệm trên con máy này ra sao và nó có xứng đáng với khoảng 11 triệu chúng ta bỏ ra hay không thì hãy cùng mình chia sẻ ngay trong video ngày hôm nay nhá. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio, đừng quên để lại một like, một subscribe đón chờ những video mới nhất đến từ mình. Khi đi tới những cái điểm mạnh, những cái đánh giá của mình thì chúng ta cứ điểm qua hai cái yếu tố điểm yếu của nó như mình đã nói đi. Thì cái điểm yếu trước mắt mà chúng ta có thể thấy rõ ràng nhất đó là ở về phần màn hình này. Không phải là ở thông số mà ở cái trải nghiệm thực tế thì chúng ta có thể thấy rằng là mặc dù trên màn hình của Pixel 6 cũng đã có những cải tiến, cũng đã có những sự thay đổi. Thế nhưng mà khi chúng ta so sánh với một vài những đối thủ khác trong group tầm giá thì cái màn hình này nó vẫn có một cái cảm giác là hơi đục nhẹ và cái độ nổi khối nó vẫn chưa tốt bằng. Hay khi chúng ta sử dụng cái màn hình này ở điều kiện ngoài trời ấy, đôi khi trời nắng gắt một tí thì cái độ sáng của nó vẫn chưa thực sự tốt cho lắm. Thế nên đây là cái điểm yếu rõ ràng mà chúng ta có thể thấy được trên màn hình của Pixel 6 khi mà so sánh với đối thủ ở group tầm giá. Và cái phần viền 4 xung quanh màn hình này thì nó cũng chưa thực sự được mỏng tối đa, chưa được thực sự sexy. Đấy, các bạn có thể thấy cái điểm yếu thứ hai đó là đối với Pixel 6, đây là một con máy mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm sử dụng rất là mượt mà, chip Google Tensor, nhưng cái điểm yếu của nó lại đến từ việc tối ưu hóa dành cho game không tốt. Và như Google cũng đã chia sẻ thẳng đấy là đối với những sản phẩm máy của họ thì họ sẽ tập trung vào AI và tập trung vào những cái trải nghiệm người dùng sử dụng hàng ngày phải thực sự thoải mái và mượt mà, chứ họ không thực sự tập trung về mặt tối ưu hóa dành cho những tựa game. Và mọi người cũng biết đấy là cái con Tensor này á thì nó thật ra cũng là một con Exynos đổi tên. Thế nên chúng ta cũng sẽ không đòi hỏi được quá nhiều về cái mặt đấy là chơi game nó phải thực sự tốt hay là quản lý nhiệt phải thực sự ngon khi mà chúng ta chơi với những tựa game nặng. Thế nên đấy là hai cái điểm yếu mà chúng ta có thể bỏ qua nếu như các bạn đang cần tìm một chiếc máy phải có được những cái trải nghiệm thực sự tốt ở hai cái trải nghiệm vừa rồi. Còn lại những thứ khác thì sao? Chúng ta sẽ có một chiếc máy ở phân khúc tầm giá 11 triệu với build thiết kế cao cấp. Bởi vì đối với hầu hết những chiếc máy tầm trung ở thời điểm hiện tại hay là của cách đây một năm thì chúng ta đều chỉ nhận được cái thiết kế với lưng nhựa, viền nhựa. Hoặc là cao cấp hơn một tí thì chúng ta có viền kính lưng nhựa, hoặc là đổi lại thì chúng ta sẽ có viền kim loại và lưng nhựa. Nhưng đối với Pixel 6 thì chúng ta sẽ có một chiếc máy full kính và kim loại, viền nhôm, lưng kính và cụm camera cũng được thiết kế với độ nhận diện rất là cao. Khi mà nhìn vào mặt lưng của sản phẩm này thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được nó là một sản phẩm của Google, nó là Pixel 6 và không hề nhầm lẫn với bất kỳ một chiếc máy tầm trung nào hết. Nên đây có thể nói là một trong những điểm mạnh mà chúng ta có thể thấy được ở phần thiết kế của chiếc Google Pixel. Và cảm giác cầm nắm trên chiếc máy này mang lại thì nó cũng thực sự tốt. Vì cái màn hình của nó không quá lớn, nó cũng không quá nhỏ, không gian vừa đủ để chúng ta có thể sử dụng và nhìn được nhiều chi tiết ở trên đây, nhưng vẫn mang lại một cái tổng thể dễ dàng cầm nắm ở một tay. Còn việc sử dụng bằng một tay ấy, thì sẽ tùy từng người. Bàn tay của bạn lớn thì có thể sử dụng bằng một tay thoải mái, còn nếu không thì cứ hai tay cho nó chắc chắn, đỡ bị tụt tay dầm một cái rồi trả giá các bạn ạ. Đối với màn hình của Pixel 6 thì mình khẳng định đây vẫn là một màn hình đủ tốt để cho các bạn có thể dùng. Chủ yếu nếu chúng ta quá kỹ tính và chúng ta muốn có một cái trải nghiệm màn hình phải đẹp mắt tinh ở trong cái tầm giá này thì chúng ta vẫn sẽ có những sự lựa chọn tốt hơn. Ví dụ như là S20, S21 hoặc S21 Plus sẽ mang tới cho các bạn những trải nghiệm ngon hơn, kể cả về thông số, kể cả ở tấm nền hay là kể cả ở về tần số quét nó lên tới là 120Hz. Thì cái màn hình này nó sẽ chỉ có độ phân giải là Full HD Plus, tấm nền AMOLED và tần số quét chúng ta sẽ dừng lại ở 90Hz. Nó vẫn đủ cái độ mượt mà và đặc biệt khi mà kết hợp với cái sự tối ưu hóa đến từ Google thì cái trải nghiệm mà các bạn nhìn trên màn hình này, nhìn từ những cái animation chuyển cảnh ra vào trong app, nó thực sự đã luôn. Xem phim vẫn đủ ngon, giải tương phản vẫn đủ ngon và góc nhìn vẫn đủ tốt. Chủ yếu kỹ tính quá thì nó như thế nào mình cũng đã chia sẻ ngay đầu rồi, nên là mình cũng không cần phải nhắc lại. Giá như mà Google chi mạnh tay thêm tí nữa vào cái khoản màn hình để có thể cải thiện được chất lượng hiển thị và cũng như là cái phần viền này làm mỏng hơn, sexy hơn thì nó sẽ bù đắp được tất cả mọi thứ trên chiếc máy này và nó sẽ trở thành một con máy còn hoàn hảo hơn nữa khi mà làm phân khúc tầm giá 11 triệu.
Với trải nghiệm sử dụng hàng ngày trên Pixel 6 thì mình không có bất kỳ điểm gì phải phàn nàn hay là chê trách cả. Tới thời điểm hiện tại thì con máy này cũng đã được tối ưu hóa rất là ngon về những cái tác vụ sử dụng hàng ngày hay là khi chúng ta sử dụng mở app của những ứng dụng của bên thứ ba. Nhưng mà có một cái vấn đề nó vẫn sẽ gặp phải, đó là cái con chip Tensor này nó vẫn nóng lên khá nhanh. Đôi khi mình mở nhạc ở trên ứng dụng Tidal thôi thì chiếc máy vẫn tỏ ra là nó tăng nhiệt độ khá nhanh. Mặc dù khi đó mình chỉ mở ứng dụng nghe nhạc và cũng lướt có một tí thôi. Thì mình nghĩ rằng cái vấn đề này nó sẽ đến từ con chip Tensor rồi, chứ nó không còn phải là do Google tối ưu hóa không tốt nữa. Vì những cái tối ưu hóa đấy thì họ hoàn toàn có thể fix trong vòng 1 năm kể từ khi chiếc máy ra mắt cho tới thời điểm hiện tại. Còn tới thời điểm hiện tại mà nó vẫn như vậy thì cái đó là do con Tensor. Và con Tensor là do ai thì chắc chắn các bạn đã biết. Và về trải nghiệm chơi game thì con máy này nó sẽ chỉ dừng lại ở việc là đáp ứng tốt chúng ta những cái tựa game cơ bản, ví dụ như Liên Quân hay là PUBG. Nếu như các bạn có một cái trải nghiệm chơi game không quá là khó tính, không quá là khắt khe thì vẫn có thể chơi được. Còn nếu như mà các bạn muốn chơi game tốt hơn ấy, thì tốt nhất không nên lựa chọn những con máy đến từ Google, bởi vì họ có những cái triết lý riêng và họ có những cái tối ưu hóa riêng dành cho người dùng, hướng tới là trải nghiệm sử dụng hàng ngày nó phải mượt mà và tối ưu hóa nhất, hay là cho tới những trải nghiệm đa nhiệm thì cũng luôn luôn phải là tuyệt vời nhất, chứ họ không nhắm tới việc chơi game. Và cơ bản thì đây cũng không phải là con máy gaming các bạn ạ. Cái điểm tuyệt vời nữa mà chúng ta có thể thấy được trên Pixel 6 đó là về khả năng chụp ảnh của chiếc máy này. Thì đối với bất kỳ một con Pixel nào, khi mà chúng ta nhắc tới nó thì chúng ta đều phải nhắc tới tính năng chụp ảnh. Bởi vì Google có những cái thuật toán, có những cái tối ưu hóa rất ngon dành cho camera. Dù cho là những cái thế hệ máy trước đây qua đời 3, đời 4, đời 5 sử dụng chung một cái cảm biến, nhưng họ vẫn luôn luôn mang tới chúng ta một cái trải nghiệm hình ảnh tốt nhất và có thể so sánh với những chiếc iPhone đời mới luôn. Và với Pixel 6 thì nó vẫn được tiếp tục phát huy và kế thừa những gì tốt nhất đến từ khả năng xử lý camera. Các bạn có thể xem qua một vài bức ảnh mà mình chụp ở đây. Ảnh lên tươi, đẹp, tương phản tốt. Thế nhưng nó vẫn chưa xử lý tốt lắm một vài những gam màu, ví dụ như gam màu của lá cây này, nhìn nó vẫn bị ngả sang cái màu xanh lục nhiều hơn so với cái màu xanh tươi tắn ở trên những lá mà chúng ta nhìn thấy ở trong điều kiện thực tế. Hay là khi chúng ta chuyển qua với chụp hình selfie thì cái da mặt của mình nhìn nó vẫn bị hơi mất tự nhiên. Thế nên là mong rằng Google vẫn sẽ có thêm một vài những tối ưu hóa nữa dành cho camera. Còn chụp hình trong điều kiện thiếu sáng thì mình chẳng cần phải nói rồi, kể cả khi mà so sánh với cái chiếc iPhone 14 Pro mà mình đang có ở đây thì Pixel 6 vẫn mang lại cho mình một cái chi tiết tốt hơn hẳn. Thế nên chúng ta vẫn có thể thấy là Pixel 6 vẫn đang là một trong những con máy dẫn đầu về khả năng chụp ảnh trong cái phân khúc tầm giá 11 triệu. Và đặc biệt khi mà bạn có nhu cầu chụp ảnh và sau đó sửa lại hậu kỳ lại thì con máy này làm rất ngon. Còn về quay video thì ở Pixel 6 nó vẫn gặp cái hiện tượng giống như những chiếc Android khác. Tức là khi mà các bạn cầm và lia ngang như thế này thì nó vẫn có hiện tượng bị rớt FPS, rớt khung hình. Còn về mặt chống rung thì mình vẫn cảm nhận được là cái bước chân của mình vẫn bị ảnh hưởng trong cái khung hình mà chiếc máy này quay lại. Bởi vì mình vừa cầm một tay, mình vừa di chuyển. Thế nên là nó cũng sẽ chỉ gọi là dừng lại ở mức gọi tạm ổn mà thôi. Chống rung tạm ổn và chất lượng video cũng đủ tốt. Chứ còn nếu mà so sánh với khả năng chống rung của iPhone thì chắc vẫn chưa có con Android nào thực sự tốt để có thể so sánh được các bạn ạ. Còn về pin thì đối với Pixel 6 thì mình vẫn thoải mái sử dụng trong vòng một ngày với khoảng tầm hơn 5 tiếng on screen với những ứng dụng như là YouTube, này, xem TikTok, rồi Facebook. Và tất nhiên thì khi mà sử dụng để test máy cho các bạn thì mình cũng đã can thiệp vào đấy là một tí Liên Quân Mobile, PUBG Mobile. Nhìn chung thì nó vẫn là một mức pin đủ dùng, đủ ngon để cho các bạn có thể thoải mái, không lo đến vấn đề hết pin và gãy cánh ngang chừng. Tóm lại với Pixel 6 thì đây vẫn là một con máy đáp ứng tốt cho các bạn tất cả những nhu cầu về sử dụng hàng ngày, về độ mượt mà, về thiết kế, về màn hình đủ tốt. Song song với đó thì nó cũng sẽ có hai cái điểm yếu như mình đã đưa ra. Và quan trọng hơn hết đó là các bạn đang cần tìm một chiếc máy Android và nó phải giữ giá tốt, không bị tụt giá quá nhiều sau một khoảng thời gian dài sử dụng. Thì Pixel 6 cũng là một trong những chiếc máy xứng đáng để nhận được sự quan tâm của các bạn. Còn các bạn thấy sao về chiếc máy này? Hãy comment để lại ý kiến ở phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhá. Các bạn click đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.